tim. Đã thôi không còn em giây phút biệt ly. Hát mà thật sự là hồi nhỏ thì cũng có đờn nhớ nghe, nhiều nghe, nhưng mà thật sự chỉ là nói chung là biết hát thôi. Còn để hay như đang chiều thì cười rất là đang có một cái ý định gì đó để muốn chia sẻ đúng không? Thật sự thì từ nhỏ tới lớn đang trường là con trai mà lúc nào cũng được mẹ thương nhiều nhất và cũng nhận được sự yêu thương của mẹ. Ba cũng thương ra trường nhưng mà không có ra mặt như là mẹ. Vì thế từ nhỏ đến ra trường chỉ mẹ của mình, còn ba thì ít có nói chuyện, nhiều lúc biết ba lời, ba hát thì đó cũng chưa bao giờ có dịp ngồi ở nhà thôi nhé, cũng chưa có dịp ngồi với nhau để mà đờn mà hát hoặc là tập cái gì nữa, chưa bao giờ luôn. Vậy thì ý của trường muốn nói như các bạn đang thấy ở trên sân khấu có một cây ghế và một cây đàn guitar. Hãy để các bạn đoán xem trên sân khấu sẽ có cái cuộc gì. Nhân ngày hôm nay thì các chị các bạn không biết là Đan Trường đã mở màn ca khúc đầu tiên đó là Giọt Sương Chưa Biến Mất. Cũng là lời cảm ơn tới gia đình của mình trước tiên, người đã sinh ra Đan Trường. Và thứ hai đó là các bạn đã cho Đan Trường cái tên Đan Trường và bền vững trong suốt 15 năm qua. Thì các chị các bạn có biết là tất cả tiểu thư của Đan Trường là dành cho gia đình, nhưng mà cho ông bà nhiều nhất nè, cho mẹ nhiều nhất, bằng chứng là tất cả ca khúc toàn là mẹ. Má ơi, mẹ ơi, ngoại tôi, nội tôi gì tập lên thích lên á. Nhưng mà chưa có phút nào dành cho ba hết. Thì ngày hôm nay thì Đan Trường muốn dành một tình yêu thương nhỏ nhỏ cùng với ba tại sân khấu này để mà cùng chia sẻ với quý vị và các bạn. Có đồng ý không hả? Chỉ một màu rêu không có mưa, viên đá buồn ngồi hát. Tìm đâu thấy bước chân ai.